Mấy ngày nay, niềm hy vọng của ông Dương Văn Tiến được nhân lên khi nghe thông tin về vaccine phòng tả lợn châu Phi sắp được triển khai. Bởi sau nhiều lần tiêu hủy gần 100 con lợn thịt đã đến kỳ xuất chuồng, thì hiện ông chỉ dám nuôi vài chục con nhưng vẫn luôn thấp thỏm lo dịch quay trở lại. Thì trước hết thì gia đình làm ăn là rất mong muốn để có cái vaccine để mà phòng ngừa cái bệnh tật rồi đó. Cái rủi ro cho gia đình đó là điều đầu tiên. Đấy. Và nếu có công ty nào triển khai thì thứ nhất là tôi rất ủng hộ các công ty triển khai nào. Nhưng sau khi tiêm vaccine mà rủi ro thì cũng mong muốn các công ty đó có trách nhiệm với gia đình và xã hội một tí. Tại xã Hưng Nghĩa của huyện Hưng Nguyên, vốn có số lượng đàn lợn lớn nhưng đã bị hụt giảm nhiều do tác động của dịch thì vaccine chính là hy vọng mới để xã vực lại tổng đàn. Nhưng điều này lại phụ thuộc rất lớn vào cơ quan chuyên môn. Thì về phía chính quyền địa phương đề nghị là nhà nước cấp trên và khi triển khai cái tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi thì cần kiểm soát chặt chẽ. Chứ mà đảm bảo tốt thì chúng ta phải tiêm đầy ra. Hộ nào cũng bắt buộc tiêm cả thì mới có hiệu quả, chứ còn hộ tiêm hộ không thì không có hiệu quả. Được biết vaccine phòng tả lợn châu Phi được hai đơn vị là Navetco và Avac của Việt Nam sản xuất thành công. Hiện mức giá được bán ra vào khoảng 61-69.000 đồng một liều với thời hạn bảo hộ 5 tháng. Mặc dù rất được người chăn nuôi mong chờ, nhưng hiện nay về phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An vẫn đang rất thận trọng trong xây dựng kế hoạch cũng như tham mưu cho tỉnh về giải pháp triển khai. Quan điểm của Chi cục là phải đặt yếu tố an toàn lên trên hết. Chọn lựa những trang trại phù hợp, đảm bảo về an toàn sinh học, đảm bảo về lứa tuổi để tiêm phòng. Thời gian gần nhất chúng tôi sẽ làm việc công ty để làm một cái văn bản thống nhất giữa ba bên, giữa chi cục, giữa công ty và đặc biệt là với bà con chăn nuôi để phù hợp nhất cái nội dung về hỗ trợ nếu mà rủi ro không muốn có xảy ra. Nghệ An có đàn lợn gần 1 triệu con, lại chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ. Với quy trình đòi hỏi nghiêm ngặt như trên, thì việc triển khai tiêm đại trà vaccine phòng tả lợn châu Phi là rất khó. Để giảm thiểu rủi ro, tránh thiệt hại về kinh tế, trước mắt, người chăn nuôi vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.